Xin chào tất cả các bạn Đây là một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam thường hay sử dụng Trong các bữa tiệc hoặc là bữa nhậu Những cái món ăn này thường xuyên xuất hiện ở trên đường phố hoặc là về hè hoặc là nhà hàng Rất là nhiều Đó chính là món ốc Món ốc thì được chia ra được rất nhiều món như món xào, món luộc, món tái Nói chung là rất là nhiều luôn các bạn và những cái món ốc này thì thường mang lại dinh dưỡng rất là cao có lợi cho sức khỏe của con người Vậy khi con ốc này nó còn sống thì nó sẽ chứa những cái gì bên trong con người con ốc này hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn à, khám phá về con ốc này bằng cách là chúng ta sẽ quan sát con ốc này dưới kính hiển vi xem nó có gì bên trong nha các bạn tức là hôm nay mình à, sẽ mổ bụng con ốc này ra và mình sẽ lấy những cái ruột nói chung là các chất ở bên trong người con ốc này và mình sẽ soi dưới kính hiển vi cho các bạn xem nó như thế nào nhá video này thì mình cũng làm theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình quan sát nhé đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái con ốc hột này trước ở một số nơi gọi là ốc hột và một số nơi thì mình cũng không biết được gọi là con ốc gì ở đây mình thấy thân hình nó nhỏ bé và đít nó nhọn, mình sẽ cắt cái phần đuôi của nó và mình sẽ chấm vào đây lấy một cái giọt dinh dưỡng từ cái ruột con ốc này và mình sẽ đưa lên kính hiển vi và mình sẽ cho các bạn quan sát xem nó có gì bên trong con ốc này nhé. Như các bạn quan sát thấy ở đây thì mình nhìn thấy có một cái con vật đang di chuyển. Nó di chuyển theo kiểu nó dãy dãy người các bạn và cái đầu nó cứ nhô lên Và đuôi nó di chuyển như kiểu nó muốn Chiết xuất ra một cái chất gì đấy Đó các bạn thấy không? Ở à, xung quanh thì có những cái hạt màu vàng Thân của con này màu đen và đầu của nó màu trắng Con này thì có kích thước khá là lớn mình quan sát cái con vật này thì nhìn nó giống như kiểu là một chiếc dạ dày Nhưng mà ở đây thì mình cũng không biết con này là con gì Mình thấy nó di chuyển khá là hay các bạn Di chuyển khá giống như con sâu nhưng mà đây không phải nha các bạn Bạn nào biết con vật này thì có thể comment bên dưới bình luận cho tất cả các bạn cùng xem đều biết nhé ở xung quanh đây thì là những cái hạt màu vàng mình nghĩ là những cái hạt protein hay là dưỡng chất gì đó mình sẽ di chuyển sang phần tiếp theo để chúng ta quan sát nhé mình di chuyển sang phía góc bên này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây cũng có một cái con sinh vật khá là to lớn và có cái đuôi khá là nhọn và cái đuôi này nó ngoe ngoài, ngoài và cái con này thì uh, nó có những cái khúc khúc ở trên người ở giữa thì có một cái đoạn là uh, xương giống như kiểu là xương các bạn nó kéo từ trên xuống dưới cái đuôi thì ngoe uh, ngoe trên người thì có khá những cái nhiều khúc mình uh, di chuyển ra chỗ khác thì uh, mình có thể nhìn thấy ở đây là những cái hạt màu vàng có thể đây là những cái chất dinh dưỡng ở trong người con ốc rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình quan sát con ốc thứ hai nhé đây là cái con ốc thân to lớn hơn có đít mỏng hơn con ốc này trong dân gian thì một số người gọi là con ốc biêu vàng ốc biêu vàng nha các bạn thì có một số nơi thì các bạn có thể gọi là con ốc khác thì mình cũng không biết tên của con ốc đấy bây giờ mình sẽ lấy cái phần ruột của nó và mình sẽ chấm lên cái thấu kính để cho chúng ta quan sát nhá hay là cái tấm kính mẫu vật xem bên trong con ốc biêu vàng này nó có những cái gì bên trong nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ di chuyển thấu kính vào bên trong trời đất các bạn có thể quan sát thấy ở đây có khá nhiều những cái con sán đây là run sán nha các bạn hay gọi là ấu trùng sán ở trong người con ốc biêu vàng này con ốc biêu vàng này thì uh, thân hình nó to lớn hơn Nhưng mà mình thấy khá nhiều những con run sán ở đây Đây là 100% là những con run sán nha các bạn Mấy uh, em run sán này hình như là đang uh, quẩy vinh uh, sao các bạn ạ Mở nhạc tưng bừng mình thấy nó di chuyển khá là nhiều Ở trên một cái giọt nước của cái con uh, ốc biêu vàng này thì mình quan sát thấy ở đây có hàng tỷ, hàng tỷ, hàng triệu những cái con run sán Các bạn thấy nó di chuyển rất là kinh khủng đúng không ạ? Quẩy nhiệt tình luôn trước cả ống kính Theo mình biết thì những cái con ốc biêu vàng này thì chúng rất là phàm ăn và ăn rất là tạp nham Nên trong cơ thể của nó thì có rất là nhiều run sán là cũng phải thôi Tại vì nó ốc biêu vàng thường thường là hay ăn bẩn lắm các bạn Ăn tạp nham cực kỳ luôn những loại thân ốc to lớn như thế này thì uh, trong khi đó chúng sẽ ăn cả trứng giun sán thì tất nhiên là uh, cho người sẽ có rất là nhiều run sán rồi nếu mà các bạn ăn những cái con ốc như thế này mà khi chưa chế biến kỹ nữa thì uh, không biết những con giun sán này nó bò vào trong cơ thể các bạn thì nó sẽ như thế nào mình nghĩ là sẽ gây ra những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và sẽ uh, những cái căn bệnh khác có thể gây chết người hoặc là gây rất là nguy hiểm cho con người các bạn ạ đấy nên các bạn khi chế biến những cái món ốc mà các bạn uh, sử dụng thì các bạn không nên ăn những cái món ốc tái nhá tại vì uh, theo mình biết là uh, những cái con con run sán này thì nhiệt độ để giết chết chúng ít nhất phải tầm gần 200 độ C phải uh, mới giết được chết được chúng Nói chung là các bạn cần phải chế biến thật là kỹ và đun sôi kỹ uh, những cái con ốc khi các bạn ăn nhá các bạn đun sôi ít nhất cho mình từ khoảng 30 phút trở lên với nhiệt độ tầm 100 độ đều đều thì mình nghĩ là mình có khả năng là giết chết được những con run sán này nếu mà bạn không chế biến kỹ mà các bạn cứ để nguyên như vậy các bạn ăn thì những con run sán này sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và sinh ra những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa có thể là những cái căn bệnh run sán cũng rất là nguy hiểm cho con người đây là một à, cái, giọt nước mình lấy ở trong cái con ốc biêu vàng nha các bạn Tức là loại ốc cá thể lớn Thì nó có hàng tỷ những con run xá như thế này Đây là những món ăn khoái khẩu của một số bạn thích đi nhậu nhiệt ở ngoài vỉa hè Thì ăn những cái món ốc luộc ốc xào, ốc tái Đấy thì à, các bạn ăn những con dư xá này sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể của các bạn. Tất nhiên thì cái con ốc này nó cũng có một số những cái hạt màu vàng giống với con ốc hột kia. Đấy các bạn thấy không? Và rất nhiều những cái cặn bẩn và vi sinh vật khác. Nhưng mà trong khi đó mình thấy có những cái nguy hiểm nhất đó chính là giun sán xuất hiện ở trên đây. Những em giun sán đang quẩy nhạc Vinahow rất là nhiệt tình luôn các bạn. Thật là đáng sợ mình có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn khi thưởng thức những cái món ăn ốc ấy, thì các bạn nên chế biến thật kỹ nữa và đun sôi thật kỹ nhé thì mới sử dụng nha các bạn video ngày hôm nay thì mình cũng một phần nào đó có thể giúp bạn hiểu hơn về một số loại ốc mà các bạn đang sử dụng Theo mình quan sát thấy thì cái con ốc hồ thì tỷ lệ run sán khá là ít hơn so với ốc biêu vàng ốc biêu vàng nó ăn tả các bạn thì nhiều run sán gấp bội lần so với cái con ốc tiêu hột này. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Mình uh, hy vọng mà các bạn có thể lựa chọn những cái loại ốc uh, sạch và tốt và chế biến thực phẩm thật kỹ khi các bạn đang uh, sử dụng nha. Chúc bạn một ngày thật là nhiều sức khỏe cũng như là niềm vui cho cuộc sống. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.